Vâng, hiện nay là ba đơn vị chọn được những vận động viên xuất sắc và đã xuất sắc vào lượt đầu tiên để chúng ta đến vòng chung kết tranh huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng. Và hiện nay cuộc chơi miền vườn Happy Land hùng thi rất vui được đón tiếp các cuộc chơi Happy Land hùng thi ở làng hoa Sa Đéc. Chuẩn bị nhá. Các bạn đầu tiên là có nghe được không? Cô Thủy ơi, cô phải ra hiệu sức khoát cho các em nhé. Em sẽ đếm 1, 2, 3 là bắt đầu lên cô, bởi vì các em không nghe được. Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Vâng, hiện nay 3 đơn vị Tân Hồng, Viện Cô Lãnh, Tháp 10, Lớp Bò, thành phố Sa Đéc và Phước Lực đang nỗ lực hết sức mình. Và hai thùng hết sức đoàn kết bỏ đơn vị trường Huyết Bạc và Sa Đéc băng băng một mình về đích. Tuy nhiên đơn vị thành phố Sa Đéc và trường Huyết Bạc vẫn đoàn kết với hai đơn vị kia, ghé qua thăm luôn, không có lần xuồng các em ơi, không lần xuồng. Rồi một đơn vị chắc chắn là về hạng ba rồi, huy chương đồng rồi, còn huy chương bạc và huy chương vàng. Wow. Rồi bây giờ chúng ta hãy xác định là cái đơn vị về nhất đó có lần xuồng hay không để ta xử. Rồi các anh đứng ở đầu tiên, chúng ta hãy xác định là cái đơn vị về đầu tiên là có lần xuồng hay không. Chúng ta sẽ xem lại camera giùm. Xin mời ban tổ chức xem lại camera giùm là cái đơn vị về đầu tiên là có lần xuồng không. Khu vực chơi miệt vườn Happy Land hùng thi rất vui được đón tiếp tất cả các bạn đến đây tham gia tổ chức các buổi sự kiện vui chơi giải trí cho các em học sinh mùa hè sôi động cùng Happy Land hùng thi. Các tu tiến hãy liên hệ với hotline của khu vực chơi để được ưu đãi. Vâng, 02 3773 764757. 02 3773 764757 nha các bạn. Hoặc hotline 0918 708 965. Vâng, chúng tôi xin thông tin với đơn vị về đầu tiên. Các bạn đã lần xuồng 2 lần cho nên các bạn phạm quy. Như vậy đơn vị thành phố Sa Đéc và Khuyết Tật là hạng nhất. Vâng, đơn vị huyện Cao Lãnh và Tân Hồng sẽ là hạng nhì. Tháp 10 và Lớp Vò các bạn sẽ hạng 3. Lý do các bạn hạng quy